Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tạp chí kinh tế phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị thân mến, sau một tuần gặp lại chắc hẳn là cuộc sống của quý vị đã có rất nhiều điều mới mẻ. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng có những thông tin thật sự cập nhật và những trải nghiệm mới muốn mang đến cho quý vị. Mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay thì sẽ giúp quý vị biết cách gửi tiền tiết kiệm online hoặc tại cây ATM mà không cần phải mang tiền trực tiếp đến ngân hàng. Trong phần cuối chương trình, mục cơ hội giao thương, mời quý vị sẽ cùng với phóng viên trải nghiệm khi mua sắm tại chợ 4.0 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Còn bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình tài chính thị trường cũng như những chính sách kinh tế mới trong tuần. Sáng 10 tháng 5, tại Hà Nội, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2021. Theo bảng điểm tổng hợp, chỉ số PAPI được công bố, tỉnh Hưng Yên đạt 45,36 điểm, đứng thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng tới 39 bậc so với năm 2020. Hưng Yên là một trong những tỉnh có chỉ số thăng hạng vượt bậc, trong đó có 5 trên 8 chỉ số nội dung thành phần, nằm trong các nhóm tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất cả nước. Tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu bảng xếp hạng với 48,059 điểm. Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết quy định một số nội dung mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025. Theo đó, hỗ trợ về đào tạo gồm hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể, mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng. Các nội dung khác được thực hiện theo quy định của thông tư số 124/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ra nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên. Trong đó có các nội dung quan trọng là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 112.223,3 tỷ đồng, tổng thu cân đối ngân sách địa phương là 91.905,6 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương là 91.779,4 tỷ đồng, bội thu ngân sách nhà nước là 126,2 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu điều chỉnh tăng so với trước đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2022 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông thôn có chất lượng, tiềm năng phát triển sản xuất mở rộng thị trường, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu tham gia bình chọn khu vực. Trình tự bình chọn từ cấp huyện đến cấp tỉnh, trong đó thời gian hoàn tất bình chọn cấp huyện trước ngày 31 tháng 5 năm 2022, thời gian bình chọn cấp tỉnh từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Từ chiều ngày 11 tháng 5, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.490 đồng trên lít, xăng RON 95 tăng 1.550 đồng trên lít, mỗi lít dầu diesel tăng 1.120 đồng trên lít, giá dầu hỏa tăng 1.340 đồng trên lít, dầu mazut được giữ nguyên giá. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 28.950 đồng trên lít, RON 95 là 29.980 đồng trên lít, dầu diesel 26.650 đồng trên lít, dầu hỏa là 25.160 đồng trên kg, dầu mazut là 21.560 đồng trên kg. Như vậy, xăng dầu đã có 3 phiên liên tiếp tăng giá. Lần điều chỉnh này, giá xăng dầu lập kỷ lục tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 4, cả nước ước nhập 160 triệu đô la Mỹ rau quả, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm của mặt hàng này lên 562,1 triệu đô la Mỹ, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc vẫn là thị trường Việt Nam nhập nhiều rau quả nhất, tiếp đến là Mỹ và Australia. Trong khi đó, nhiều trái cây trong nước ế ẩm, điển hình như xoài, mít, thanh long, dưa hấu đang giảm giá mạnh là vì xuất khẩu khó khăn. 4 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 1,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, gửi tiền tiết kiệm đã không còn là một vấn đề xa lạ. Tuy nhiên, trên thực tế thì nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng gửi tiền tiết kiệm là sẽ phải đến ngân hàng giao dịch trực tiếp tại quầy và phải lo giữ sổ trong suốt thời gian gửi. Thực tế thì có một loại hình gửi tiền tiết kiệm vừa linh hoạt vừa an toàn mà lại hiệu quả. Khách hàng sẽ không phải đến ngân hàng để giao dịch và cũng không lo mất sổ trong suốt thời gian gửi. Đó là hình thức gửi tiền tiết kiệm trực tuyến. Mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách gửi tiền tiết kiệm online và tại cây ATM. Đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu chị Nguyễn Thanh Hoạt, cán bộ phòng dịch vụ marketing ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này. Thưa chị, để gửi tiền tiết kiệm thông qua các cái ứng dụng của ngân hàng thì khách hàng sẽ phải làm gì ạ? Hiện nay
Agribank đang triển khai gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng Agribank e Mobile Banking. Khi thực hiện gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng này thì khách hàng cần thực hiện các thao tác như sau. Đầu tiên, khách hàng sẽ đăng nhập vào ứng dụng Agribank e Mobile Banking, chọn vào mục tiền gửi trực tuyến. Tiếp đến, khách hàng sẽ lựa chọn vào mục mở tài khoản trực tuyến. Tại giao diện sẽ hiện ra các thông tin cho khách hàng cần lựa chọn như kỳ hạn, số tiền gửi và hình thức gia hạn. Khi mà lựa chọn các thông tin xong thì khách hàng sẽ bấm tiếp tục và xác nhận lại thông tin thêm một lần nữa. Sau đó, khách hàng sẽ nhập mật khẩu đăng nhập hoặc mã xác thực để hoàn tất giao dịch. Dịch vụ Agribank e-mobile banking mang đến cho khách hàng chức năng gửi tiết kiệm trực tuyến vô cùng tiện lợi, nhanh chóng. Khách hàng có thể tất toán sổ tiết kiệm trên ứng dụng online này bất kỳ thời điểm nào khi mà có nhu cầu về tài chính. Đối với lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến online thì bằng với cả lãi suất tiền gửi tại ngân hàng. Lãi suất thì có thể theo kỳ hạn là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và có thể lên tới là 24 tháng, 36 tháng. Tiền lãi của khách hàng có thể được theo dõi trên ngay ứng dụng Agribank e-banking. Vậy khi gửi tiền tiết kiệm tại cây ATM thì khách hàng sẽ phải thực hiện những thao tác như thế nào thưa chị? Khi khách hàng thực hiện gửi tiết kiệm trực tuyến ở ATM Agribank thì cần thực hiện các thao tác như sau ạ. Bước 1, khách hàng sẽ đưa thẻ vào và chọn ngôn ngữ. Bước 2, khách hàng nhập mật khẩu cá nhân. Bước 3, khách hàng sẽ chọn giao dịch gửi tiền trực tuyến ở ngay trên giao diện của ATM. Bước 4, khách hàng sẽ lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến theo gửi tiền mặt hoặc là trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân có phát hành thẻ. Khách hàng sẽ lựa chọn các cái thông tin ngay trên giao diện của ATM như là số tiền gửi, kỳ hạn gửi và hình thức gia hạn. Bước 5 thì khách hàng sẽ tiếp tục là xác nhận các thông tin ngay trên giao diện và lựa chọn là có in hóa đơn hay không để hoàn tất giao dịch. Đối với việc mà gửi tiết kiệm trực tuyến trên app hoặc là ở ATM thì sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại. Khách hàng bất kỳ lúc nào cũng có thể tiết kiệm được khoản tài chính của mình. Đối với việc gửi tiết kiệm thì bên Agribank quy định là mức tối thiểu là 1 triệu đồng. Nên khách hàng khi mà tiết kiệm được bất kỳ một số tiền nhỏ nào cũng có thể gửi được. Xin cảm ơn chị. Mong rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích. Quý vị và các bạn, từ bao đời nay thì vật bất ly thân khi đi chợ đó chính là phải có tiền mặt, cả tiền chẵn và tiền lẻ thì càng tốt. Thế nhưng ngày hôm nay đi chợ không cần dùng tiền mặt thì sẽ mua bán như thế nào? Mời quý vị và Ngọc Anh sẽ cùng trải nghiệm về việc mua bán không dùng tiền mặt tại chợ, công nghệ mới chợ 4.0 ở ngay tại các chợ ở trung tâm thành phố Hưng Yên. Và người đồng hành với chương trình ngày hôm nay là anh Trần Thế Anh, là trưởng phòng dịch vụ số của Viettel Hưng Yên, là nơi đang triển khai chương trình về chợ công nghệ mới chợ 4.0. Vâng, anh Thế Anh ơi, Ngọc Anh bây giờ thì đang rất là háo hức, không biết là chợ công nghệ mới thì sẽ là như thế nào ạ? Chào quý vị khán giả, chào Ngọc Anh. Và Ngọc Anh sẽ đồng hành với mình trải nghiệm chợ 4.0 tại chợ Phố Hiến và chợ Gạo. Xin mời anh ạ. Hiện tại của mình thì thường là những chợ truyền thống, tiểu thương và khách hàng khi mua bán tại chợ thì đều dùng tiền mặt. Chợ 4.0 có nghĩa là chợ mình không cần phải mang tiền mặt đi để thanh toán, hoàn toàn mình chỉ cần một máy điện thoại, không cần kết nối internet, mình cũng có thể là thanh toán được. Tất cả các giao dịch của mình chỉ là quét qua Việt QR hoặc là qua số tài khoản nếu mà khách hàng hoặc tiểu thương dùng máy điện thoại không có kết nối internet. Khi không có máy internet thì khách hàng cũng như là tiểu thương có thể thanh toán bằng việc là nhập số tài khoản qua máy điện thoại thay vì việc là mình phải đưa tiền mặt cho khách hàng. Chợ công nghệ mới chợ 4.0 thì được Viettel Hưng Yên triển khai từ thời gian nào và tại những địa điểm nào ạ? Chợ công nghệ mới chợ 4.0 thì Viettel Hưng Yên triển khai bắt đầu từ tháng 4 tại chợ Phố Hiến, và trong tháng 5 này thì sẽ là triển khai tiếp chợ thứ hai là chợ Gạo. Chợ Phố Hiến thì đến hết tháng 4 thì có khoảng hơn 200 tiểu thương là đã đồng ý và chấp nhận là mở các sạp thanh toán công nghệ, tức là thanh toán không dùng tiền mặt. Và chợ 4.0 thì sẽ mang lại những lợi ích như thế nào cho tiểu thương cũng như là cho khách hàng khi đến chợ? Khi mà mở cái chợ công nghệ 4.0 thì khách hàng cũng như tiểu thương sẽ được mở một cái tài khoản Viettel Money miễn phí. Thứ nhất là tiểu thương sẽ được miễn phí chuyển tiền, nạp tiền, rút tiền, cũng như là sẽ thanh toán được các dịch vụ mà gia đình nhà mình đang sử dụng. Ví dụ như là tiền điện, tiền nước, thanh toán điện thoại, rồi có thể là thanh toán cả trả góp và rất nhiều các chính sách ưu đãi nữa. Với việc mà
thanh toán qua quét QR thì cái lợi ích dành cho tiểu thương cũng như là khách hàng là ngoài cái việc là mình tránh được cái tiền rách, tiền có thể là tiền giả. Ngoài ra là ví dụ như là những cửa hàng thực phẩm thì với việc mà tiền ướt và nó sẽ bị dính, đó là những cái mà lợi ích. Và cái lợi ích nữa là rất là tiện lợi, thay vì là mình sẽ phải rút tiền ra hoặc là có những cái tiền chẵn mà mình lại phải loay hoay đi đổi tiền từ tiểu thương và khách hàng mua bán, thì cái việc mà đi đổi tiền để trả lại cũng là một việc là rất là khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Thì cái đó cũng là cái lợi ích rất lớn của bên Viettel khi triển khai cái ứng dụng là VietQR. Mô hình chợ công nghệ chính là mô hình mà gần gũi nhất để người dân có thể tiếp cận nhanh chóng nhất về cái việc mà trải nghiệm mà dần không dùng tiền mặt. Để có thể tham gia vào chợ 4.0 thì khách hàng cũng như là các tiểu thương sẽ cần phải làm gì ạ? Với tiểu thương và khách hàng muốn trải nghiệm dịch vụ Viettel Money thì rất đơn giản thôi. Tiểu thương cũng như là khách hàng chỉ cần chứng minh thư hoặc căn cước công dân và số điện thoại sử dụng chính của mình, thì sau đấy thì toàn bộ thủ tục thì mình ở bên Viettel sẽ có nhân sự xuống hỗ trợ tại chợ, vừa hỗ trợ cho tiểu thương và đồng hành cùng với cả khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng. Thời gian mình tạo một cái tài khoản Viettel Money thì đâu đấy chắc cũng chỉ mất khoảng 5 phút là mình có thể là sử dụng và trải nghiệm được luôn. Viettel Hưng Yên sẽ nhân rộng từ thành công của chợ Phố Hiến, thì hiện tại chợ triển khai chỗ chợ gạo và sắp tới thì sẽ triển khai ít nhất là mỗi một chợ lớn của một huyện hoặc một trung tâm thương mại của một huyện. Vâng, rất là cảm ơn anh Thế Anh đã cho Ngọc Anh cũng như là quý vị khán giả được trải nghiệm về chợ 4.0, chợ công nghệ mới ạ. Cô chị bao nhiêu tiền nhỉ? 240.000. Của em là Phạm Thị Yến nhá. Phạm Thị Yến đúng rồi. Rồi. Tài khoản em là Phạm Thị Yến nhá. Đúng rồi, Phạm Thị Yến. Ok. Phạm Thị Yến, xác nhận. Tí nhận tin nhắn luôn nhá. Xác nhận là 140.000, chị Nguyễn Thị Lợi nhá. Cảm thấy rất thuận lợi là đi chợ là không phải cần mang tiền mặt này, không sợ mang tiền mặt đi này, sợ mất trộm cắp nó móc túi này. Thứ hai là khi mà thanh toán mà để tiền trả lại nó rất thuận, là không phải chờ để tiền lẻ này, nó thanh toán nhanh chóng thuận lợi, chỉ cần một cái chiếc điện thoại thôi mà mang trong người thôi là mình thanh toán được mọi lúc mọi nơi, mọi thứ hàng hóa. Tôi rất sợ rơi tiền hoặc là mình quên tiền đấy, hay là khi mình mang số tiền lớn đấy thì các cái chủ hàng họ có phải đi đổi thành tiền lẻ. Cái việc đó thì nó mất thời gian và không tiện lợi. Vì vậy tôi rất thích mà thanh toán qua cái QR code và chuyển tiền mặt. Sử dụng cái dịch vụ này thì đơn giản thôi, chỉ có đưa cái điện thoại lên quét là xong, tiện lợi cả hai bên, không lo tiền giả quản lý được, tất cả tiền chẵn tiền lẻ đều quản lý được, nó rõ ràng luôn ạ. Vâng, đúng giống như là những chia sẻ vừa rồi của các tiểu thương cũng như là các khách hàng, thì chỉ cần có một thao tác thôi, giơ điện thoại lên và quét, tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy có một phút thì mọi hoạt động thanh toán đã được hoàn tất rồi. Và nếu như quý vị và các bạn muốn thử với trải nghiệm này kỹ hơn nữa thì hãy đến với các chợ tại trung tâm thành phố Hưng Yên như là chợ Phố Hiến và chợ Gạo để cùng trải nghiệm dịch vụ với chợ 4.0. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số như trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về địa chỉ hòm thư tạp chí Kinh tế Phố Hiến a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0363089089. Quý vị đừng quên đón xem chương trình vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần gốm Đất Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm Đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.